nê Vi Ký, chương 19 Các luật lệ khác, chưa phán dạy môi xe Con nói với toàn thể Israel và bảo họ rằng Các ngươi phải thánh vì ta, Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi là thánh Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và phải giữ ngày sa bát của ta Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi Đừng hướng về hình tượng và làm cho mình các thần bằng kim khí đúc ta là chúa đức chúa trời các ngươi các ngươi dâng tế lễ cầu an cho chúa phải dâng cho đúng cách để của lễ ấy được nhậm phải ăn lễ vật trong ngày dâng hay trong ngày hôm sau phần còn thừa qua ngày thứ ba phải đốt hết nếu ăn phần còn lại trong ngày thứ ba phần đó là vật gớm trước và của lễ không được chấp nhận người ăn sẽ mang tội vì đã vi phạm vật thánh của Chúa. Người ấy phải bị trục xuất khỏi nhân dân khi gặt hái mùa màng của đất đai mình. Đừng gặt tận gốc cũng đừng mót hoa quả còn sót lại. Đừng hái nho mót lại lần thứ nhì cũng đừng lượm những trái rơi xuống đất. Phải để những trái đó cho người nghèo và người ngoại kiều. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi. Đừng trộm cắp, đừng dối trá đừng lừa gạt lẫn nhau đừng lấy danh ta thể dối mà xúc phạm đến danh đức chúa trời các ngươi ta là chúa đừng ức hiếp cướp giật nắng giềng đừng giữ tiền công của người mình mướn cho đến hôm sau đừng rủa người điếc cũng đừng để đá làm vấp chân trước người mù nhưng phải kính sợ đức chúa trời ta là chúa đừng phán đoán bất công, đừng thiên vị đối với người nghèo, cũng đừng nể lang người có quyền thế, nhưng phải phân xử người lân cận, người cách công minh. Đừng phao vu trong dân chúng, đừng mưu hại mạng sống kẻ lân cận ngươi ta là Chúa. Đừng để lòng ghen ghét anh em ngươi, phải của trách nắng giềng để ngươi khỏi mang tội vì người ấy. Đừng tìm cách báo thù cũng đừng mang oán giận người đồng hương nhưng phải yêu thương người nâng cận như chính bản thân ta là chúa phải vâng giữ các luật lệ ta đừng cho thú vật khác loại giao hợp với nhau đừng cho các thú vật khác loại giao hợp với nhau đừng gieo hai loại hạt giống trên một cánh đồng đừng mặc y phục dệt bằng vải làm bằng hai loại vật liệu nếu người đàn ông nào ngủ với một phụ nữ là lô lệ đã hứa gả cho một người khác nhưng chưa được chuộc hay chưa được trả tự do phải có hình phạt xứng đáng nhưng không xử tử họ vì nữ nô lệ chưa được phóng thích tuy nhiên người đàn ông phải đem một con chiên đực đến cửa trại hội kiến để dâng cho chúa làm của lễ chuộc tội thầy tiến sẽ dâng con chiên đực làm của lễ chuộc tội trước mặt chúa để chuộc tội người ấy đã phạm tội và tội đó sẽ được tha. Khi các ngươi đã vào đất hứa và trong bất cứ loại cây ăn trái nào, phải coi trái của cây đó là trái cấm. Trong ba năm, các ngươi phải coi trái cây đó là trái cấm và không được ăn. Qua năm thứ tư, tất cả trái cây đó đều thánh và phải đem dâng cho Chúa để tôn vinh Ngài. Đến ngày thứ năm, các ngươi được phép ăn trái cây đó. Như vậy, mùa mà các ngươi sẽ gia tăng ta là chúa, tức trời các ngươi đừng ăn thịt chưa sạch huyết, đừng hành nghề bói toán hay pháp thuật, đừng cắt tóc hai bên thái dương, cũng đừng cắt mép râu, đừng cắt thân thể vì người chết, cũng đừng xăm các dấu hiệu trên mình. ta là chúa, đừng làm sỉ nhục con cái các ngươi vì bắt nó hành nghề mãi dâm và làm cho đất đầy dẫy mãi dâm và tội ác, phải giữ ngày sa bát ta và tôn kính nơi thánh ta, ta là Chúa. Đừng câu hỏi đồng bóng hay phù thủy để khỏi bị làm ô uế. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi phải đứng dậy khi thấy người già cả, phải tôn trọng người cao niên và sùng kính Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Chúa. Đừng bạc đãi ngoại kiều sống trong xứ các ngươi. Phải đối xử với họ như với người bản xứ, phải yêu thương họ như chính bản thân vì các ngươi vốn là ngoại kiều ở ai cập ta là chúa đức chúa trời các ngươi đừng dùng các tiêu chuẩn bất chính trong khi đo chiều dài cân trọng lượng và đếm số lượng phải dùng cân đúng trái cân đúng e pha và hin đúng ta là chúa đức chúa trời các ngươi đừng đã đem các ngươi ra khỏi ai cập phải giữ và làm theo các luật và xác lệnh của ta ta là chúa